Chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp. Hôm nay mình đi ra ngoài sau vườn để hái salad với lại rau thơm để vào ăn gỏi cuốn nha. Đây là đám salad của mình nè. Quay đừng đụng vô con. Yeah. Có hai anh trợ giúp. Này, nè thấy không, đám hành của mình nè. Hành ăn hoài không bao giờ hết luôn á cả nhà. Cũng đâu có trồng nhiều đâu nhưng mà không có hết. Ăn hoài luôn á. Đây còn đây là rau muống nè các bạn. Thấy không? Mình trồng hồi lúc mà tháng 4. Mình trồng tháng 4 nó lạnh quá đó nên nó bị sựng lại. Bây giờ có trời nắng nó bắt đầu nó lên nè. Còn đây là salad của mình. Bây giờ mình sẽ hái salad nha cả nhà. Lần đầu tiên mình trồng salad luôn á cả nhà. Nên là mình chưa có kinh nghiệm. Trời ơi, không có ăn á. Để nó bị. Này các bạn thấy không? Mình đã hái một mớ rồi đó mà vẫn còn nhiều lắm luôn á. Đây nè. Đây đèn nó hái nhiều quá à. Đây nè. Thu hoạch được như vậy nè. Cái này là rau bạc hà nha. Chứ không phải là húng lủi nha. Nó không có mùi vị của húng lủi đâu cả nhà. Nó là gọi là rau bạc hà. Nó giống húng lủi. Húng lủi nó không có ngon. Húng lủi bên Việt Nam. Escargot. Ui escargot. Đây nè cả nhà. Salad đỏ tươi. Nó ngon lắm luôn nha. Bây giờ mình sẽ làm vào nhà mình làm món ăn nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Bây giờ mà là mình đang đây là cá hồi hôm qua mình mua. Thế nào bây giờ mình sẽ đem miếng cá hồi này đem chiên cho hai anh nhỏ ăn. Hai anh nhỏ bây giờ đang ngồi ăn cà rốt. Trong lúc chờ đợi mẹ nấu ăn thì Aiden với Soen ngồi ăn cà rốt. Ba mẹ con mình sẽ ăn gỏi cuốn. Mình thì ăn gỏi cuốn, hai anh nhỏ sẽ ăn cơm với lại cá hồi. Bây giờ mình đang chiên cá hồi nè, mới vừa chiên xong luôn. Đây, bên này chiên đơn giản lắm. Nguyên miếng để vô chiên cho nó vàng. Nhiều người còn chiên còn trắng hơn nữa. Tại vì mình cái khúc này nó hơi to, với lại mình chiên cho hai đứa nhỏ nè. Đây nè, vậy mà nó cũng chưa có chín ở trong ha. Đây mình phải chiên lại mới được. Để là chiên lại một tí nữa. Ăn với lại cơm rất là ngon. Cá hồi mà mình chiên vậy nè, đừng có để cho nó chín quá, nó vẫn còn cái chất dinh dưỡng. Nên mình nó cút này nó to quá rồi mình vẽ ra, ở trong này nó vẫn còn hồng hồng. Có nhiều người ta cũng ăn hồng hồng nhưng mà mình cho hai đứa nhỏ ăn nên là mình chiên cho nó thiệt là chín. Còn đây là mình chuẩn bị đang cuốn gỏi cuốn rồi cả nhà ơi. Mình sẽ cuốn trước khi cuốn xong rồi mình mới ăn, chứ vừa ăn vừa cuốn hai nhỏ quậy lắm. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp. Hôm nay ba mẹ con mình ăn gỏi cuốn với lại ăn trái cây nha. Đây nè, với số em chào cô chú ơi. Đây nè, nói con chào cô chú. Chào cô chú. Con chào ông bà ngoại, đừng làm mắt vậy. Nói con chào ba ngoại. Con chào ông ngoại. Con chào ông ngoại. Rồi, hai này. Bốc. Nó no, cái nhà nó lấy nho nó chấm vô trong nước mắm. Đây là cả nhà gỏi cuốn. Soen với Aiden ăn cơm rồi, ăn cơm với lại cái gì đó, cá hồi chiên. Còn mình ăn gỏi cuốn. Đây là rau cải nhà chồng. Rồi nó làm rớt tùm lum hết trơn kìa. Nè đây nè. Ăn cũng được. Để lên này cho thấy đẹp chứ hơi nữa là hai này nó quậy banh hết trơn. Nho ngọt lắm luôn. Mời cô chú ăn đi. Kìa con mời cô chú ăn kìa. Mời cô chú, mời ông bà ngoại. Mời ông bà ngoại. Mời ông ngoại. Rồi sao em ăn á, nó ăn nó có cái hộp là nó không ăn được. Nè, no. Nè, nè, nè. Trời ơi, rớt vô nước mắm của tôi cái. Cái hộp á. Thôi bây giờ mình ăn rồi cả nhà ơi. Ý là hai anh này là anh ăn trước rồi đó. Mà còn không ăn được yên nữa đó. Đây mời cả nhà ăn gỏi cuốn bị bể rồi. Tại vì cái gỏi cuốn là cái bánh tráng này nó mỏng quá nè. Nên mời cả nhà ăn gỏi cuốn nha. Ngon lắm luôn.
Ở cuốn tôm với thịt. Ngon quá. Thì ra quá tuần điện kể ra. Con cà gót hả? Ok chú chú. À, con mời cô chú. Thì là quá tuần điện kể ra. Hay ra thì có hay ra, có thịt với lại có da, có hộp. C'est bon, chérie. Maintenant, je veux de la pêche. Vous pouvez vous le mettre dans ma gorge. Non, j'en fais plus très bien aujourd'hui. Maintenant, je veux de la pêche. Encore? On se met dans la gorge. Bữa nay là mình bị cảm á cả nhà. Tôi quên nó ăn nửa trái rồi nó nghỉ rồi. Nó cắn tới cái hộp rồi nó nghỉ rồi. Tại nó ăn cái hộp nó chát chát nó không chịu. Nó không có hộp đâu sao. Mà lấy hộp ra ăn được. Nhả. Nên là mình bị cảm mà mình đỡ rồi. Để nó còn cái hơi thôi. À cái này nó có hộp nha. Nó có hộp cái nhả này. Thường mà mình bị cảm á, là mình bị đau họng với lại là bị sổ mũi với ho. Ho là mà mỗi khi mình ho là kéo dài lâu lắm. Kéo dài tới ít nhất là cũng 10 ngày mà. Bây giờ á con đi xuống con lấy cái dao màu cam cho mẹ đi. Đem lấy cái dao màu cam đem lại mẹ gọt cho. À, bây giờ á mình biết rồi, mỗi khi mình bị bệnh á cái mình đi rửa lỗ mũi á, cái nhà bên này nó có bán một cái loại cái chai để xịt vô mũi á, nó là nước biển 100% luôn mà nó đóng vô trong cái chai á để cho mình xịt, nó có cái áp suất á, như nó làm cho nó rửa cái mũi mình rất là sạch. Mà ở bên này á, mình đi bác sĩ thì mình đi bác sĩ với mấy đứa nhỏ nha, mà hễ mà nó bệnh mà liên quan với tai mũi họng á là bác sĩ sẽ kêu mình đi rửa mũi cho em bé. Là em bé đỡ liền, bị ho hay là bất cứ nào. Quy lấy cái cây đó đi con, lấy cái dao đó lại cho mẹ. Bất cứ bị cái gì mà liên quan tới tai mũi họng là bác sĩ kêu đi rửa mũi à. Mà rửa mũi đỡ lắm. Trời ơi, nó cầm cái dao, thôi là cái dao nó không có nhọn đó. Sao mà cho mình Chị đó. Quy, c'est bon merci. Thì á, mình rửa mũi hôm qua tới giờ mình rửa 5-6 lần luôn á. Mỗi lần hả mà mình muốn ho lên là mình đi rửa mũi là nó hết ho liền. Mà khi mình nói chuyện nhiều hơn thôi là nó bị nó như là nó đau đau cổ họng á, nhưng mà nó đỡ lắm luôn á. Lần đầu tiên luôn á mình thấy á, mỗi khi mình mà bắt đầu mình bệnh á là mình ho, chụp cái ho là khoảng là 10 ngày, ít nhất là 10 ngày mới hết. Mà này là mình ho mới có bắt đầu bị đau cổ là mình phải đi rửa mũi liền. Bác sĩ bên này là vậy á, mình họ kêu mình á, mấy đứa nhỏ như là người lớn cũng vậy thôi. Đó, mình rửa mũi mình nó sạch hết. Mẹ thích ăn trái cây lắm, ai đèn với sơ quen là thôi luôn. Trái cây là nó thích lắm. Đó, đây là cái đào này là đào dẹp, đào dẹp nó ngọt lắm. Ăn rất là ngon và thơm. Thường nó mắc lắm, 1 ký tới 3-4 đồng lận. Mà hôm qua mình đi mua nó giảm giá. Giảm giá có 1 đồng mấy 1 ký à. Ê! Đó, mẹ nó đâu có cần muối đâu mà xịt muối. Mình có mua nho, nho mùa này là không phải là mùa nho đâu. Mùa nho bên này là tháng 10, tháng 11. Mà mua nho này là như của Ma Úc cái gì ạ? Ngọt lắm luôn. Nho đen, ngọt ngay nha. Lấy cái tay ra con. Nhà mình lúc nào thì cũng có bơ hết. Có bơ. Đây nè, bơ. Lúc nào mình cũng có bơ hết á. Bơ hôm qua giảm giá nữa.
nên là mình cũng mua, mình là toàn mua trái cây những thứ giảm giá không à. Mà giảm giá bên này không phải là không ngon, toàn là những đồ ngon không á, đồ mới á. Người ta về nó muốn quảng cáo cái món đó đó, người ta sẽ đem đi giảm giá. Mà thường là giảm giá là những đồ ngon á. Cái mà người khác mà ăn xong mà thấy ngon quá đó, cái ta trở lại mua thì cái giá nó trở lại nó cao gấp đôi. Thôi cái này dơ con. Chàng ơi đừng bỏ này cho miệng. Đây nè, con chào cô chú. Biết tới khi nào phải ăn hết 7 cuốn này. Ăn tí là hai anh này đòi ăn hết này tới kia. Với lại khi mà mình bị đau họng á, không nên ăn ớt nhiều. Hôm nay mình cũng để ớt vô đây nhưng mà để ít thôi, không dám ăn ớt nhiều. Sợ khi mà mình đau họng á, là mình bị nóng trong người, ăn ớt thì nó nóng. Nó bị vấn đề gì tay, nó hay có bị đau tay, viêm tay giữa cái nhà. Nên là người ta kêu là ngày nào cũng phải rửa lỗ mũi cho đèn đó. À, cái gì mà liên quan đến lại tai mũi họng là phải rửa lỗ mũi. Thôi để vô đó đi con, để đi. Thôi ngồi lại đàng hoàng đi xong. Thì mình rửa lỗ mũi là mình thấy được đó, nên là mình muốn chia sẻ cho cả nhà biết. Nếu mà cả nhà có bị đau họng hay là bị muốn ho là đi quậy nước muối ấm ấm, pha lỏng, đừng có mặn quá. Cái mình rửa cái mũi mình như vậy nó đỡ, nhất là mùa này nữa, mùa dịch nữa, nên là nếu mà mình rửa được mỗi ngày luôn đó là tốt lắm luôn. Như vậy đó, cái nó rửa đi những cái vi khuẩn đó, trong cái lỗ mũi của mình đó. À, mình nói chuyện cũng hơi hơi nghẹt mũi á cả nhà, mà đáng ra là mình bị nặng lắm á, tại mình bị viêm amidan á, mỗi lần mình bị viêm lên là nặng lắm. Mình là viêm mũi bị diễn dữ lắm luôn á, nặng lắm, bị nặng lắm. Nên là khi mà mình bị ăn nhầm cái gì mà không chịu á, hoặc là mình bị phấn hoa, mà mùa này hết phấn hoa rồi, mình không còn bị viễn với lại không còn bị dướng với lại phấn hoa nữa. Nhưng mà nhiều khi mình ăn nhầm cái gì mà nó không chịu mình cũng bị nữa. Hoặc là thời tiết thay đổi này kia mình cũng bị. Mà mình mỗi khi mình bị là mình bị ho với lại bị đau họng rất là nhiều. Con muốn ăn này nữa hả? Over cô chú đi kìa, con over cô chú, con đi xuống rồi. Đó đi, bye bye cô chú.